tiếp nào. Here we go, bro. Here we go. Má, ông làm chữ quá chữ luôn vậy. Cái gì đâu. Cái ông này thiệt chứ. Tao lâu tao mới xuống chơi rồi. Nó cái giỏi sẵn chắc cục á. Chắc chắn á. Cái đâu rồi, điên quá chữ. Đù má, chỗ này nhìn đã vậy. Ồ, mấy chỗ này nhìn nó lạ vậy ta. Lô quá, quá lô, quá lô, quá lô. Ủa, chỗ này em đi mà. Nó chứ, anh em đi, nó đi bộ đúng không? Quá, con đường đủ quá, đường phải này. Sao đâu, chùm vlog có tội vlog luôn nếu bị giật đâu. Đồ má sông Hương luôn, ác thiệt, ác thiệt. Ở chỗ nãy mình đi dưới rồi nè. Không, nãy tối có thấy quay được. Đồ má chiến vô, chỗ này view đẹp nha. Đồ má kìa, ông dứt gác hơn kìa. Đồ cổ vơi lộn, cái gác lộn ăn xả gác xuống. Để hoài đó. Đồ má cái xe đạp đẹp quá ta. Thôi nghe rồi, có nghe mùi gì á, đủ mẹ. Đồ má chưa bắt cá hả? Đồ mẹ mày lần tiên thấy luôn. Nhà quê bắt cá, ô máy xinh quá kìa. Nó có bồ mẹ à. Siêu tiếp. Rồi, phải quay bên này nữa. Quay đủ tài cảnh luôn. Đây, tất cả bên này rồi, quay hơn nè. Lên dốc nè, đại học chưa đi học là lạc kìa, đụng mà có gì học là lạc luôn. Kids Hotel. Đây, Kids Hotel, bro. Đi đụng mắt ngon vậy. Nó hơn hồi nãy nữa. Tao phải quay lại cảnh đăng YouTube. Đồ á. Cái này Damasco, đồ mấy Damasco nhiều nơi vậy ta. Bắt đầu có Damasco luôn. Cú vừa thắng cái đường xe bất ngờ. Ôi mình đến điểm, mình đã đến địa điểm thứ hai đó chính là Woodstock. Hai chân mình nhé, má này mở cổ hai quá chân, bạn ơi, hai chân ba tụi mình nhé. Dạ trời, cái mẹ quay mặt tao chi đây rồi. Woodstock Coffee, Woodstock Coffee Choi Music. Ui, chụp ở đây á. Ghê vậy? Ui, đây luôn hả? Ui, đây, ui, đây chụp luôn. Ác vậy? Ờ, ui, đâu chậm á, giờ kia. Kì... xe đâu giờ? Hãy tới đây đi kìa. Ê, tép vô. Má này, để xe kia chất luôn kìa. Tại đây có cây hoa khô khổng lồ. Hoa khôi.
khô thôi chứ đừng mẹ khô gì. Hoa khô khổng lồ, bạn người mới bạn chết anh chưa là cái nào? Wow, má đáng đẹp quá mọi người ơi. Má tôi quay vlog là ngại quá. Cái kia tôi khùng nữa. Ngại gì đó vậy? Ủa chết mẹ. Má đã để qua chìa khóa luôn. Má gì cũng để nữa. Má đi chân. Theo chân mình nè các bạn trẻ ơi. Đây là chị. Má không gian quán đẹp quá ta. Mày tự vô đi. Nóng nóng đi được rồi. Tôi cho nóng này, nóng mình. Nóng đi được rồi. Mấy mày này mấy lộ mày nhiều lớn rồi. Thôi để mình đi dẫn chân mọi người đi ra tham quan nơi này nhá. Cái này chiêu nè. Luôn đó là không gian khu ngoài vui đấy. Trời ơi, mày kêu đông quá à. Nó tụi mày đông quá. Má đẹp phải luôn. Khu này nhà không à? Ủa đi nhà không à? Như này không đẹp. Mà có cái bên kia cũng chiếu được. Bên kia tối chắc chiều quá. Ủa này cầu đất pha, ủa sao cầu đất pha này? Còn hàng xốp rồi. Đủ không? Không đủ. Má mình chưa ngồi, mình chưa ở đời đủ uống nữa. Má chết mẹ. Chưa đi. À mình sẽ ra. Ở đời đủ uống nha. Rồi rồi. Rồi kêu đi. Buông cái này lại nha. Khoai muôn dừa. Từ rồi. Rồi rồi khác à. Tối này chè rồi có từ cái cây. Cái này đã xay với lại. Ui. Ở đó cà cao đi. Cà cao với người. Cà cao gì? Đá 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 nè chị ơi. Rồi tới mày. Thỉnh chưa? Rồi. Để đâu ngồi vậy? Đuôi quên. Đuôi quên nổi đâu. Xe đẹp lắm. Đá dọc xe này chiến luôn. Ủa tôi yên ở đây làm. Tôi yên đâu? Xì lùng hả? À đồ má quên. Ủa còn cái nào xì gọi không? Xong hết rồi. Ủa sao sao mới có 9 ly vậy? Tụi mình có 10 ly rồi. Rồi tổng cộng bao nhiêu? 585. Thật sự là quá kinh khủng rồi. Vậy ăn sao vậy? Chết mẹ. Ghế ghế thôi. Theo chân mình đi ra ngoài ban công nào một lần nữa. Thôi đây ngồi. Mình nói tụi này 10 đứa luôn á. Đủ á. Ba đứa kia. Ba đứa ngồi đây, bốn đứa ngồi đây. Wow. Để cảnh view để đó đi. Tao quay vlog nãy giờ hơi chậm á. Yes. Hai. Má tối hụt tối quá, nắng quá. Cái nắng nó làm Đến đi các bạn ạ. Đến thì
nắng là ấm mà. Mình mới chỉ lạnh cái nhà này cũng miệng. Cái nhà kìa. Bước hồ bơi vừa cái lồ kìa. Rồi. Nếu ai ở mày ơi. Dạ hư rồi, vậy đập mẹ rồi. Không có lý rồi. Cái ngồi kia đó. Không ngồi đây đụng mẹ. Đi rồi. Đã mặn rồi luôn. Bữa đi đâu? Rồi ngồi hết lại nha, lồn ra ngoài đó. Đụng quá, đây là cấp 3 đụng. Cái tôi xin đụng nha, hiểu má đúng là. Cái từ lúc kia em mới nhắn chút tại mấy mình gì nói về mấy vụ đi là mẹ nó offer là tình đúng hết mình nè trên bút gì vậy có thể vô trong kia ngồi không tôi ngồi nắng quá ừ. Nắng quá rồi ngồi vô trong rồi đó nắng ngồi cho nó ấm thôi không ok ngồi đây ráng ráng ăn thôi à, 8 giờ rồi có vitamin D mà ráng ăn đã lan từ tốt à ngồi nắng ngồi, quá chờ chỉnh chỗ nha mọi người không mình sẽ chuyển cảnh quay cho khác nha mọi người. Quá mệt quá. Rồi. Quá trời rung dữ vậy. Đường quá đẹp quá vậy. Má đẹp nè, qua đây có quán cà phê nè. Nhà nào cũng bự trâu quá. Mấy nhà này có hồ bơi mà. Nhà này có hồ bơi luôn, ác thiệt. Đâu rồi, nhà đâu rồi đi rồi. Dạ. Nhà đi rồi. À. Sao lại cầu đất pha mà kia vậy? Mình sẽ chuyển cảnh qua lúc mình uống cà phê nha mọi người. Bye mọi người nha.